Cũng trong sáng hôm qua tại Hội trường Hòa Bình, quận 3, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3, thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt giao lưu với chức sắc, chức việc trong các tôn giáo năm 2020. Tại đây, đại diện lãnh đạo quận 3 đã báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương 9 tháng đầu năm 2020 và những đóng góp của các tôn giáo trên địa bàn quận. Các tổ chức tôn giáo quận nhà, trong đó có Phật giáo đã tích cực thực hiện các hoạt động Phật sự và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, đồng hành cùng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân địa phương, phòng chống dịch COVID-19, cứu trợ các tỉnh miền Tây bị hạn mặn, cứu trợ bão lũ các tỉnh miền Trung, v.v.